Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ mùa dịch cách ly lên núi hưởng không khí trong lành. Đỡ vượt qua mùa dịch này thì mong tất cả các bạn trên thế giới cũng có nhiều năng lượng mới mỗi ngày và đêm đỡ vượt qua mùa dịch. Mời cả nhà và các bạn đón xem. Trần Canh sẽ review toàn bộ cảnh núi rừng và có hố thác để cho cả nhà và các bạn tiếp thêm năng lượng mới mỗi ngày để sống vui, sống khỏe và tràn đầy hạnh phúc hơn. Xin mời! Đây là một cái hố nước chảy rất là dài luôn các bạn, như một thác nước vậy, rất là đẹp, chảy róc rách róc rách, hai bên thì vách đá hai bên này, đó, đó là vách đá hai bên, hoặc là nó tập trung nó chảy cái khe này, đó, các bạn thấy nước chảy không, vách đá này, đó. Rất chi là hấp dẫn luôn. Tràn đầy năng lượng luôn các bạn. Mời các bạn đi dọc theo cái hố này với Trần Canh xem vẻ đẹp như thế nào nha. Mình đi hố là mình từ từ nha các bạn. Đi. Đó. Đi rất đẹp luôn. Đá rất trơn nha các bạn. Ồ, thác chịu đẹp không? Đúng lý tưởng ha. Ê. Hấp dẫn luôn. Mình tắm mà mình nằm ngay chỗ nước chảy ra tắm xối xuống đầu là rất là tuyệt vời các bạn. Rất là mát. Đó. Rất là đẹp ha. Tiếp tục các bạn. Đây là mình không có đi được nha các bạn. Mình chỉ bò bò và lăn lóc thôi nha các bạn. Không có đi được. Cái đá này trơn lắm. Rất đẹp ha.
chưa? Rất là đẹp ha. Con ré rất là tuyệt vời các bạn, rất đẹp ha. Các bạn đi tiếp đó. Mình đi như thế này thì mình được hưởng những cái năng lượng mới từ thiên nhiên rất là quý các bạn, rất là khỏe luôn. Mong cả nhà và các bạn trên thế giới cũng có nhiều năng lượng mới mỗi ngày và đêm. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp hay hơn. Xin bye bye.